Ngày 15 tháng 7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức đại hội lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, đến dự về phía cấp tỉnh có đồng chí Huỳnh Hữu Phúc, Bí thư tỉnh đoàn. Cấp thành phố có đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Kiều Như Nguyên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Đỗ Thị Lan Chi, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, đồng thời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, trưởng các ban đảng Thành ủy, đại diện lãnh đạo các phòng ban ngành thành phố, đại diện Bí thư Đảng ủy 16 phường xã và 120 đại biểu chính thức đại diện cho gần 6.600 đoàn viên thanh niên toàn thành phố. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được các cấp bộ đoàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm thường xuyên triển khai với nhiều hình thức đa dạng, đổi mới sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế. Phong trào đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn được triển khai với nhiều hình thức như thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách người có công, cựu thanh niên xung phong, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, văn hóa, tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên và nhân dân, đẩy mạnh thực hiện các hiệu quả phong trào thi đua, thành phố chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Thành Hải, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, tháng thanh niên, chiến dịch học sinh sinh viên tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông xuân tình nguyện, vân vân, thu hút trên 2.000 lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ Thành đoàn đã thành lập đội phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19, chỉ đạo đoàn các phường xã thành lập đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác tiêm chủng trên địa bàn thành phố. Công tác phát triển đoàn viên được chú trọng, đã phát triển trên 11.000 đoàn viên mới, giới thiệu cho đảng kết nạp 458 đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của đảng. Vận động đoàn viên thanh niên hiến máu nhân đạo đạt trên 1.700 đơn vị máu. Nhiệm kỳ 2022-2027, Thành đoàn Phan Rang Tháp Chàm tiếp tục tập trung tham gia bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, xây dựng thanh niên thời kỳ mới, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng yêu nước, có đạo đức lối sống văn hóa, có tri thức, sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên, xung kích tình nguyện sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hàng năm phấn đấu 100% cán bộ đoàn viên, 80% thanh niên được học tập quán triệt, tuyên truyền phổ biến nghị quyết, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, biểu dương và chúc mừng những nỗ lực mà kết quả Thành đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị các cấp bộ đoàn thành phố tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện số 42 ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư gắn với thực hiện kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 4 khóa 12, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, gắn các phong trào chương trình thi đua với nhiệm vụ chính trị chung của thành phố. Không ngừng củng cố và xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tăng cường công tác tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Phan Rang Tháp Chàm lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm có 27 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phương Nhân tiếp tục tái cử chức vụ Bí thư Thành đoàn, bầu đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên. Dịp này, Trung ương đoàn tặng 13 kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ, tỉnh đoàn trao 10 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó trong học tập và khen thưởng 3 tập thể, 3 cá nhân. Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng cho 5 tập thể, 10 cá nhân. Thành đoàn khen thưởng cho 5 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.